Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị ban chỉ đạo các địa phương phải có cảnh báo giải pháp từ sớm từ xa để tránh bị động bất ngờ. Hàng nghìn học sinh trung học phổ thông đã tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 đủ 14 ngày trên địa bàn tỉnh đã quay trở lại trường học trực tiếp. Tấm gương một cụ giáo gần 90 tuổi ở một ngôi làng biển với đam mê làm khuyến học. Nội dung sẽ có trong phần sau chương trình. Vừa rồi là những thông tin chính trong chương trình sáng nay thứ ba ngày 14 tháng 12. Xin chào, cảm ơn sự quan tâm đồng hành của quý vị và bây giờ hãy cùng khởi động một ngày mới. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tại cuộc họp ban chỉ đạo sáng qua, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị ban chỉ đạo các địa phương phải có cảnh báo, giải pháp từ sớm, từ xa để tránh bị động bất ngờ. Cùng chủ trì cuộc họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Nguyễn Văn Phương. Sau khi nghe báo cáo của các sở địa phương về diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn, tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị ban chỉ đạo các địa phương phải có cảnh báo, giải pháp từ sớm, từ xa để tránh bị động bất ngờ. Phải đặt ra mục tiêu về hạn chế phát sinh ca bệnh và điểm dịch mới. Tập trung mọi nỗ lực để phủ tối đa vaccine mũi 1 sớm nhất cho người dân, đẩy nhanh tiêm mũi 2. Huy động cấp ủy các tổ chức chính trị xã hội vào cuộc trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Còn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cho rằng, công tác phòng chống dịch hiện nay cần phải rà soát lại các điều kiện tổ chức thực hiện và đẩy mạnh kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại cơ sở. Rà soát từng trường hợp, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để tiêm vét vaccine, không để xảy ra tình trạng sót người dân chưa được tiêm vaccine do thiếu tiếp nhận thông tin ở vùng sâu, vùng xa. Phải đánh giá điều kiện cơ sở vật chất khi triển khai cách ly F0 ở nhà, triển khai thí điểm để đánh giá trước khi nhân rộng. Tinh thần của Nghị quyết 128 là thích ứng và an toàn, nên việc đảm bảo an toàn cho người dân là điều quan trọng nhất. Cần lấy người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng chống dịch. Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương yêu cầu ban chỉ đạo và các địa phương tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Phó Bí thư Thường trực. Các địa phương, đơn vị cần phải phối hợp tốt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch, duy trì việc tầm soát thường xuyên, liên tục để phát hiện dịch bệnh, hạn chế việc phát sinh ổ dịch mới. Huy động lực lượng công an địa phương để duy trì và hoạt động hiệu quả các chốt kiểm soát y tế. Chính quyền địa phương phải cố gắng khắc phục khó khăn để làm tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch. Các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu trong việc chấp hành các quy định phòng chống dịch, hạn chế tối đa việc tổ chức các hội nghị, hội họp không cần thiết. Ngành giáo dục phải đánh giá được mức độ an toàn khi học sinh đi học trở lại. Ngành y tế phải huy động lực lượng triển khai thêm các tổ tiêm lưu động. Tuyệt đối không để xảy ra trường hợp sót người dân chưa được tiêm vaccine. Rà soát lại năng lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, giường bệnh, thuốc men nhằm đảm bảo công tác điều trị cho bệnh nhân một cách tốt nhất. Chiều qua, Ủy ban Dân tỉnh tổ chức họp báo thường kỳ gặp mặt báo chí cuối năm để thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển năm 2022. Chủ trì buổi họp báo có Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Tại buổi họp báo đã có hơn 15 lượt ý kiến phát biểu cũng như đặt câu hỏi của đại diện các cơ quan báo chí liên quan đến các vấn đề về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó tập trung vào việc triển khai thực hiện các cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thừa Thiên Huế, công tác đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường học, các chính sách hỗ trợ cho sinh viên tham gia phòng chống dịch, công tác triển khai quy hoạch các dự án hai bờ sông Hương, các biện pháp phòng chống dịch gắn với duy trì phát triển kinh tế. Hầu hết các ý kiến và câu hỏi của các phóng viên cơ quan báo chí đã được đại diện lãnh đạo các sở ngành có liên quan giải đáp và làm rõ. Cũng tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đánh giá cao việc đổi mới công tác cung cấp thông tin của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong năm qua. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng bày tỏ mong muốn một số sở ngành địa phương cần quan tâm tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí kịp thời tuyên truyền các sự kiện, vấn đề nổi bật của tỉnh. Ghi nhận, cảm ơn sự chia sẻ đồng hành kịp thời và những đóng góp của phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, trong những kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch cũng như phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian qua, có sự đóng góp không nhỏ của các phóng viên, cơ quan báo chí, nhất là trong những lúc toàn tỉnh nỗ lực phòng chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai. Báo chí luôn đồng hành và chung sức cùng tỉnh, kịp thời thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí tập trung truyền thông mạnh mẽ hơn nữa để mọi người có ý thức hơn, thay đổi thói quen, thích ứng an toàn trong giai đoạn bình thường mới. Đồng thời chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện phối hợp, cung cấp, minh bạch thông tin đối với những yêu cầu,
cung cấp thông tin đúng quy định, đúng tôn chỉ mục đích, đảm bảo quyền được thông tin của các cơ quan báo chí. Trong năm mới 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương mong muốn các cơ quan báo chí trên địa bàn tiếp tục đồng hành cùng chính quyền tỉnh để đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, hoàn thành được mục tiêu đề ra. Sáng qua, hàng nghìn học sinh trung học phổ thông đã tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 đủ 14 ngày trên địa bàn tỉnh đã quay trở lại trường học trực tiếp sau một thời gian dừng đến trường để phòng chống dịch. Ghi nhận của phóng viên trong ngày đầu tiên cho thấy phần lớn học sinh đều có tâm lý khá thoải mái, công tác phòng chống dịch cũng được các trường học đặt lên hàng đầu. Cùng với học sinh trung học phổ thông trên toàn tỉnh, hơn 1.500 học sinh trường trung học phổ thông Gia Hội trong sáng ngày 13 tháng 2 đã được đến trường học trực tiếp. Vui mừng, phấn khởi, xen một chút lo lắng là tâm lý chung của nhiều em học sinh khi được quay trở lại trường sau hơn 4 tuần học online. Từ cổng trường đến các lớp, học sinh sẽ tiến hành quét mã QR, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và giữ khoảng cách với nhau. Võ Thục Yển Vi, học sinh lớp 11B8 trường trung học phổ thông Gia Hội chia sẻ, dù chỉ chào nhau qua lớp khẩu trang, cũng không thể tụm tụm ở sân trường như trước, nhưng em vẫn rất vui khi được nhìn thấy thầy cô, bạn bè. Để đảm bảo an toàn, Yển Vi tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K, chủ động giữ khoảng cách và đeo khẩu trang 100% khi đến trường. Trước hết thì em cảm thấy rất là vui vì được gặp thầy cô và bạn bè sau một tháng học online. Tuy nhiên thì vẫn cảm thấy lo lắng bởi vì tình hình dịch ở Huế vẫn còn căng thẳng. Nhưng mà nhà trường vẫn tạo điều kiện để học sinh tuân thủ quy tắc 5K thì em cũng thấy có phần nào đó an toàn hơn. Các bạn là có khai báo y tế, quét mã QR, có đeo khẩu trang và khử khuẩn. Dù xác định đến trường học trực tiếp là việc cần thiết, nhưng tâm trạng lo lắng là điều không tránh khỏi của phụ huynh học sinh trong những ngày này. Tuy nhiên, với diễn biến của dịch bệnh hiện nay, khó có thể kéo dài việc tạm dừng đến trường mà cần chuyển sang trạng thái linh hoạt, thích ứng tốt hơn. Nhiều phụ huynh cũng đã chọn cách động viên, ổn định tâm lý cho con trước khi quay trở lại trường. Có lẽ là đây cũng là tâm trạng chung của rất nhiều phụ huynh khi mà ngày hôm nay cả con trực tiếp đến trường. Thì bản thân tôi thì sáng nay khi mà con đến trường thì tôi cũng nhắc nhở con về cái việc là từ đảm bảo an toàn cho con trong cái mùa dịch, giữ cái khoảng cách cũng như là thường xuyên sát khuẩn. Và chắc là tâm lý phụ huynh nào thì cũng rất là lo lắng, nhưng mà có lẽ là cái việc học tập của các con thì cũng rất là quan trọng, cho nên là chúng ta cũng động viên các con đi học và nhắc nhở các con cũng như là nhắc nhở học sinh là đảm bảo cái an toàn, đảm bảo cái khoảng cách và giữ cái tâm lý nó ổn định để chúng ta tiếp tục trong cái hoàn cảnh mới này. 5K làm tốt thì tức là mình đi đâu mình cũng chẳng sợ hết. Nhưng làm tốt thực hiện đúng 5K thì tự ở trường cũng vậy thôi. Thì các em phải làm tốt điều đó thì chỉ phòng chống với dịch bệnh bây giờ chứ thực sự cũng giống như tất cả mọi cái mà bình thường nó trở lại thì quan trọng ta phải thực hiện 5K là tốt nhất. Em cảm thấy rất là an toàn khi mà đi học lại ở trường vì trường mình đã có những thiết bị cũng như là chuẩn bị rất đầy đủ để mà chúng em có thể an tâm một cách an toàn hơn và phụ huynh cũng thể tin tưởng chúng em đến trường một cách nhanh chóng để chuẩn bị kịp bài lớp và đến trường. Trong sáng ngày 13 tháng 12, gần 90% học sinh khối trung học phổ thông trên toàn tỉnh đã quay trở lại trường học. Trong tổng số 38 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, có 35 trường dạy học trực tiếp. Còn lại 3 trường trung học phổ thông thuộc địa bàn huyện A Lưới, học sinh đang tạm dừng đến trường để tầm soát dịch. Trước tâm lý bất an của phụ huynh, các trường đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nâng cao công tác phòng dịch để tạo sự đồng thuận từ phía phụ huynh, cũng như đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên khi quay trở lại trường. Nhiều phương án kiểm soát nguy cơ lây nhiễm, không để dịch bệnh lây lan trong trường học. Phương án quản lý học sinh vào đầu giờ, cuối giờ, giờ ra chơi, giám sát việc thực hiện 5K trong suốt thời gian học tập tại trường đã được triển khai chặt chẽ. Không khí của ngày hôm nay học sinh trở lại trường rất là vui, cả thầy cả trò bởi cái công tác chuẩn bị cho các em đến trường rất là khẩn trương và rất là nghiêm túc, đủ đầy. Chúng tôi đã diệt khuẩn và làm tốt công tác vệ sinh môi trường. Ngoài ra, cái việc giảng dạy trực tiếp tại trường thì chúng tôi cũng sử dụng MicroTeam để mà trực tuyến cho những học sinh không thể đến trường như các em đang ở vùng cách ly, các em đang ở vùng giám sát y tế phong tỏa. Tâm lý học sinh thì rất mừng khi được đến trường học trực tiếp vì thực tế không thể nào có được cái chất lượng giống như là học trực tiếp nếu như các cháu phải học online. Các em cũng vẫn bảo đảm là tham gia học tập được thì nhà trường lắp cho mỗi phòng học một webcam kết nối về máy tính và phát trực tiếp trong khi các thầy cô giảng dạy.
Song song với việc học sinh học trực tiếp, các trường vẫn tiếp tục xây dựng học liệu số, giao bài tập, hướng dẫn học sinh tự học, tự tìm và đọc tài liệu, clip giảng bài của giáo viên, triển khai hệ thống webcam tại lớp để học sinh học online ở nhà vẫn có thể theo dõi và học cùng các bạn tại lớp, nhằm hỗ trợ học tập cho những học sinh chưa thể đến trường học trực tiếp. Cũng bắt đầu từ ngày 13 tháng 12, cùng với Thừa Thiên Huế, nhiều tỉnh thành đã quyết định cho học sinh đi học trở lại tùy theo cấp độ dịch, gồm Cao Bằng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Cùng với đó, nhiều tỉnh thành đã thay đổi lịch đi học lại của học sinh trước diễn biến của dịch COVID-19 như Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng. Tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông báo về việc tổ chức dạy học linh hoạt, thích ứng với cấp độ dịch tại địa bàn. Theo đó, trên địa bàn các xã phường thị trấn nếu có mức độ dịch cấp 3 thì cho học sinh lớp 9 và học sinh lớp 12 tạm dừng đến trường học trực tiếp, chuyển sang phương án dạy học trực tuyến kể từ ngày 13 tháng 12 cho đến khi có thông báo mới. Bộ Y tế mới có văn bản khẩn hướng dẫn mới nhất nêu rõ trong trường hợp nguồn vaccine phòng COVID-19 hạn chế, có thể phối hợp tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 Moderna sản xuất cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine Pfizer hoặc AstraZeneca hoặc ngược lại. Hiện Việt Nam đã tiếp nhận hơn 160,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Bộ Y tế đã phân bổ tổng số 154 triệu liều, còn khoảng 6,7 triệu liều mới tiếp nhận đang tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng, xuất xưởng vaccine. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn lập kế hoạch lên danh sách đối tượng tiêm phù hợp với số vaccine được cung ứng và đối tượng tiêm chủng đảm bảo an toàn, đúng lịch, đồng thời thông tin đầy đủ cho các đối tượng trước khi tiến hành tiêm chủng để tạo sự đồng thuận cao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định phong tỏa cách ly tạm thời và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo cấp độ 4 với các khu vực với hơn 600 hộ dân trên địa bàn xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới. Trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ngay lập tức cử đội tuyên truyền lưu động lên địa bàn miền núi này để tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng chống dịch cho người dân địa phương. Những ngày qua, đội tuyên truyền lưu động của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức di chuyển tuyên truyền được hàng chục lượt tại địa bàn huyện A Lưới, trong đó tập trung vào cả địa phương như xã Quảng Nhâm, Hồng Thái, thị trấn A Lưới. Đây là các địa phương mà tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, có số lượng người nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 nhiều. Việc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kịp thời cử cán bộ chiến sĩ đội tuyên truyền lưu động lên địa bàn huyện A Lưới để tổ chức tuyên truyền, góp phần quan trọng để người dân địa phương, nhất là người dân vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ổn định tâm lý, tránh tình trạng hoang mang, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm cho người dân về tuân thủ các biện pháp 5K của Bộ Y tế và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại gia đình, cộng đồng, cũng như phối hợp tốt với các ngành chức năng địa phương trong truy vết, tầm soát, quyết tâm không để dịch lây lan ra cộng đồng. Chuyển sang những thông tin khác. Bộ Công Thương vừa ban hành chỉ thị số 12 CTBCT về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đặc biệt không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán hoặc trong trường hợp dịch bệnh bùng phát. Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhất là các mặt hàng thiết yếu, nhưng mặt hàng có nhu cầu cao hoặc có biến động giá nhiều để chủ động phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng có biện pháp đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định thị trường. Hạn chế tối đa việc dừng sản xuất trong dịp gần Tết gây tâm lý bất ổn cho thị trường. Giám sát chặt chẽ việc bán hàng trong hệ thống phân phối nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu hàng, sụt giá giả tạo do đầu cơ nâng giá. Đồng thời, Sở Công Thương các tỉnh chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa theo các cấp độ của dịch COVID-19, có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ tiêu dùng của người dân trong trường hợp có dịch bệnh vào Tết. Nghiên cứu các mô hình sinh kế bền vững cho ngư dân vùng đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế là tên một đề tài sẽ được Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế thực hiện từ nguồn tài trợ của Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ tỉnh. Dự kiến thực hiện trong vòng 2 năm với tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng, đề tài hướng đến hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và thực tiễn về các mô hình phát triển sinh kế bền vững cho ngư dân vùng đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay. Xác định các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đối với việc phát triển các mô hình sinh kế bền vững, qua đó đề xuất các giải pháp và khuyến nghị nhằm giảm tổn thương về sinh kế, phát triển các mô hình sinh kế bền vững cho ngư dân vùng đầm phá tỉnh nhà. Thông qua 3 phương pháp nghiên cứu, bao gồm điều tra, thống kê, phân tích, tham khảo tài liệu và phỏng vấn chuyên sâu. Đề tài sau khi hoàn thiện được mong đợi sẽ góp phần vào việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật gắn liền với thực tiễn để từng bước tác động cải thiện sinh kế cho bà con ngư dân, chuyển biến nhận thức của xã hội, đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu của các tổ chức cá nhân tham gia thực hiện đề tài.
Thưa quý vị, thời gian qua, các chương trình tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã thực sự phát huy hiệu quả trong công tác xóa đói giảm nghèo ở các địa bàn miền núi, vùng đồng bào các dân tộc. Rất nhiều hộ từ tay trắng giờ đã xây dựng cơ ngơi đàng hoàng, ghi nhận tại huyện miền núi A Lưới. Gia đình bà Kê Thị Hòa, năm 2016, được Hội Phụ nữ Bình Xẹt cho vay vốn với số tiền 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo. Khi có nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội của huyện, gia đình bà Hòa đã trồng 2 hecta rừng và mua một con bò giống. Với mô hình trồng rừng kết hợp với chăn nuôi, bình quân mỗi năm thu nhập từ 35 đến 40 triệu đồng. Đến năm 2019, gia đình bà Hòa đã trả hết nợ và thoát nghèo nhờ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội. Thấy mô hình trồng rừng có hiệu quả, bà mạnh dạn tiếp tục vay thêm 50 triệu từ nguồn vay hộ mới thoát nghèo để tiếp tục đầu tư vào mô hình. Đến nay, gia đình bà đã có 3 hecta rừng và đàn bò 4 con đang phát triển tốt. Qua đây tôi cảm ơn các cấp chính quyền, Hội Phụ nữ xã A Ngo và đặc biệt là phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tạo điều kiện cho gia đình chúng tôi vay vốn ưu đãi trong lúc khó khăn để trồng trọt, chăn nuôi và đã thoát nghèo để có được cuộc sống như ngày hôm nay. Cũng là hộ khó khăn vừa được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện A Lưới, ông Hồ Văn Trung ở tại thôn A Ngo vay vốn từ chương trình hộ mới nghèo với số tiền 50 triệu đồng. Có vốn trong tay, gia đình ông Trung đầu tư 1,5 hectare rừng, 4 con heo nái và làm ao cá. Sau hơn 3 năm, nhờ cần cù, chịu khó, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, nguồn vốn chính sách xã hội càng được gia đình ông Trung phát huy hiệu quả. Đến nay, gia đình ông đã có 1,5 hectare rừng 3 năm tuổi, 4 con heo nái, 10 con heo thịt, dự kiến thu nhập bình quân hơn 40 triệu đồng một năm. Hưởng lợi từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, cuộc sống gia đình ông Trung đã đổi thay, thu nhập ổn định. Hiện nay, toàn xã Ngo có hơn 600 hộ được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với dư nợ trên 23 tỷ đồng. Để phát huy hiệu quả vốn vay, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo các hội, đoàn thể được nhận ủy thác vốn vay thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả. Theo thông tin từ lãnh đạo phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện A Lưới, thời gian qua nhờ tiếp cận và sử dụng hiệu quả đúng mục đích nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội mà nhiều hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện có điều kiện phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Từ đến nay, tổng dư nợ của đơn vị đạt 373.904 triệu đồng với 8.951 khách hàng còn dư nợ, trong đó dư nợ hộ nghèo là 61.400 triệu đồng. Hộ cận nghèo 27.658 triệu đồng, hộ mới thoát nghèo 54.152 triệu đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã có phần quan trọng giúp hàng ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện A Lưới có điều kiện để sản xuất kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Hàng năm có hơn 400 lượt hộ nghèo, hơn 240 lượt hộ cận nghèo, gần 350 hộ mới thoát nghèo và 1.700 đối tượng chính sách khác được vay vốn để sản xuất kinh doanh, phát triển cả mô hình kinh tế. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các tiêu chí về giảm nghèo trong xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, hộ nghèo giảm dần qua các năm cả về số lượng và tỷ lệ. Nếu như năm 2016, số hộ nghèo còn tỷ lệ 35,04%, thời điểm của năm 2020, tỷ lệ là 14,82%. Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện A Lưới tiếp tục thực hiện mục tiêu cho vay hộ nghèo, đối tượng chính sách, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Có thể nói, tuyển dụng chính sách là giải pháp thoát nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, không chỉ góp phần vào sự phát triển kinh tế, ổn định an ninh, chính trị tại địa bàn huyện A Lưới, mà còn là động lực để thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Thưa quý vị, đã hơn 20 năm qua, hình ảnh thầy Tòa đã in đậm trong tâm thức của người dân và các em học sinh vùng đất khu 3 Phú Lộc đầy nắng gió. Đã có biết bao hoàn cảnh được thầy nâng đỡ, biết bao ước mơ được thầy chấp cánh đến những chân trời mới, nhất là những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Dù đã ở vào cái tuổi gần đất xa trời, nhưng cụ giáo gia vẫn luôn tâm niệm, con sống được ngày nào, lo được gì cho xã hội thì cứ làm, khi xuôi tay nhắm mắt không có gì ân hận. Mời quý vị hãy cùng làm quen với cụ giáo ấy qua phóng sự sau. Thầy Lê Tòa bắt đầu công việc thầm lặng của mình từ năm 1999.
Đó là năm mà nhân dân Thừa Thiên Huế hứng chịu cơn lũ lịch sử, làm cuộc sống người dân nơi đây càng khốn khó hơn. Những con đường quê đất cát đã khó đi, nay bị ảnh hưởng của nước lũ, càng làm bước chân của bà con và những em học sinh thêm mệt nhọc. Vậy là thầy tìm cách liên lạc với những người đi làm ăn xa trong và ngoài nước, quyên góp được hơn 150 triệu đồng, rồi huy động bà con làm đường. Có được con đường bằng phẳng cho con trẻ đi học, lòng người giáo gia vẫn chưa yên. Bởi thầy biết chừng nào con bị cái nghèo, cái đói ám ảnh, thì các em vẫn chưa thể an lòng đến được với cái chữ. Thầy tiếp tục vận động những học trò cũ trong và ngoài nước, lập nên quỹ khuyến học mang tên Cựu học sinh Vân Mỹ, mà người trong xã vẫn trìu mến gọi bằng cái tên Học bổng thầy Tọa. Tôi nghỉ hưu, thì tôi thấy cũng thấy lại cái hoàn cảnh của các em, nó cũng khổ như tôi ngày xưa vậy. Do đó mà tôi đem cái chuyện này, tôi bàn với một số bà con đi làm ăn xa là khá giả, đồng thời cũng bàn cái chuyện này với các học sinh của tôi ngày xưa ở nước ngoài. Thì chuyện này á, thì tất cả mọi người đều đồng tình và quyết tâm làm. Nhờ nguồn kinh phí thầy vận động được, hàng trăm học sinh được nhận học bổng, xe đạp, áo ấm, góp phần nâng đỡ, tiếp sức các em đến trường. Những năm gần đây, nguồn khuyến học khuyến tài dồi dào hơn. Thầy trao tặng laptop và hỗ trợ học phí cho một số em học sinh đỗ đại học, các bạn sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, trao nhiều suất học bổng cho các em học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Từ sự động viên giúp đỡ của thầy, anh Lê Nguyễn Ngọc Vinh đã vượt qua khó khăn của gia đình để đổ vào trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và bây giờ đang công tác tại Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế. Trước đây là nhà hoàn cảnh gia đình tôi hắn cũng khó khăn. Bây giờ con tôi đi học thì cũng nhờ có sự giúp đỡ của thầy Tủa. Trước khi đi học con nhỏ, lớp nhỏ thì thầy giúp đỡ xe đạp. Còn giờ lên sinh viên rồi á, thì thầy có giúp đỡ hỗ trợ tiền học phí. Giờ con tôi cũng được thanh đạt rồi, cảm ơn thầy. Tương tự, anh Mai Phước được sự hỗ trợ từ thầy Tỏa trong quá trình học đại học, nên anh có thêm động lực, niềm tin để thực hiện ước mơ làm bác sĩ của mình. Hiện anh đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện Phú Vang. Trước đây thì hoàn cảnh gia đình tôi thật khó khăn. Sau khi em Phước vào đại học thì thấy càng khó khăn hơn nữa. Sau có một em, vì có đứa em gái tiếp tục vào học cấp 3 nên được thầy Tủa là hỗ trợ cho một cái máy laptop và một phần học phí trong khi đại học. Hôm nay em Phước đại học y khoa ra trường và được làm bác sĩ trên bệnh viện Phú Vang, thì công việc đã ổn định, thì gia đình tôi rất mừng và biết công ơn của thầy Tủa. Phong trào khuyến học khuyến tài đã trở thành động lực thúc đẩy chất lượng giáo dục của xã Vân Mỹ ngày càng phát triển. Trong đó có đóng góp công sức không nhỏ của thầy giáo già Lê Tọa. Vâng, mong rằng sẽ có thêm nhiều thầy Tọa như vậy để không còn ai bị mất đi cơ hội phát triển chỉ vì cái nghèo. Và những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay cũng sẽ khép lại chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Tại Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh ổn định nên hôm nay trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Vùng núi A Lưới trời rét, các nơi khác đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 21 đến 23 độ, thấp nhất từ 17 đến 18 độ. Độ ẩm phổ biến ở mức từ 97 đến 98%. Thời tiết biển có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 6 đến 10 km trong mưa. Gió bắc đến đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5 đến 3 m.